Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ngập lụt đông tỉnh. Có câu: đạo cao một thước, ma cao một trượng. Và như nói ở trên, hòa thượng vì trị bệnh cho quả tá để kết quán với loài sơn yêu thủy quái. Vụ ngập lụt ở đông tỉnh đã khiến hơn 30 người bị chết chìm và phá hoại hơn 800 căn nhà, vì chúng yêu quái đó nổi cuồng phong muốn nhận chìm hòa thượng. Hòa thượng kể: lúc tôi ở đông bắc, có vô số sơn yêu thủy quái đến từ bốn phương tám hướng, ngày đêm sáu thời chờ đợi thời cơ để báo thù tôi. Thật là dù có phòng ngừa thế nào đi nữa thì cũng không thoát nổi, nên lúc không cẩn thận tức bị vào rập, thậm chí còn liên lụy đến các người chung quanh tôi. Nhưng họ nào biết được cái tình tiết ở bên trong, như chuyện ngập lụt tại đồn Đông Tỉnh lần đó chẳng hạn. Tại sao gọi là Đông Tỉnh Tử? Vì địa thế bốn bên thôn thì cao, còn phía trong thì lõm xuống giống như dạng cái giếng. Vì thế nên bọn sơn yêu thủy quái mới đuổi theo tôi tới vùng địa phương lẫm trũng này. Hơn nữa, bốn bên nhà chỉ là hàng rào cây bao quanh, nên không cản nổi gió, cũng không ngăn được nước. Do đó, bọn thủy quái bèn thừa cơ hội này dâng nước lên muốn nhận chìm tôi. Bởi làm Phật sự nên tôi thường đi các nơi. Bữa đó tôi dẫn bốn chú đệ tử đến trú tại nhà của Quách Ngọc Hà. Gia đình cô này đều quy y tôi. Ở đó không bao lâu, vô duyên cớ trời bỗng đổ mưa to, mưa rất gấp, nước trong giếng tự trào ra cao hơn ba trượng. Trời đất giáp công ráp lại công kích như vậy. Bởi vì sức nước chảy mạnh nên ai nấy trở tay không kịp. Nước lên và xuống như vậy trong 4 giờ đã khiến hơn 30 người chết chìm. Có người đứng trên cái kháng cũng bị ngập chết. Dọc theo đường từ Đông Tỉnh Tử tới cầu Thái Bình đã có hơn 800 căn nhà bị tàn phá. Sự kiện này không khác gì trận ngập lũ lụt ở Kim Sơn Tự. Cho đến ngày hôm nay tôi vẫn khắc khoải không yên đối với sự việc đó và cảm thấy thật có lỗi với họ. Lúc nước lũ dâng lên cao đến một trượng, 10 thước, nhưng nước trong nhà tôi ở chỉ cao 1-2 thước. Hàng rào tre tuy có rất nhiều lỗ hổng nhưng nước không tràn vào mới là chuyện kỳ lạ. Tại sao nước không vào được? Nói thật cho các vị nghe là bốn chú tiểu đệ tử theo tôi đều có ngũ nhãn lục thông, và cũng vì vô duyên cớ trời mưa to như vậy, chúng tôi bèn kết giới nên nước mới không tràn vào được, và bên trong hàng rào chỉ động 1-2 thước nước mưa mà thôi. Lúc tôi còn trẻ, tôi chuyên môn đi trị bệnh cho người ta, cho nên đắc tội với rất nhiều thiên ma ngoại đạo cùng ngưu quỷ xà thần. Các loại yêu ma thủy quái này đều có thần thông, chúng chỉ đợi cơ hội là công kích tôi ngay. Lần này chúng đã không làm tôi chết chìm. Sau đó đợi tôi đi thuyền từ Thiên Tân đến Thượng Hải thì loài thủy quái lại đến một lần nữa. Chúng nó muốn lật úp thuyền và tôi cũng xém bị cá mập ăn. Do vậy khi vào đất liền tôi rất ít trị bệnh cho ai. Bởi thế hiện nay có nhiều ma quỷ tới ăn hiếp tôi, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn, không muốn dùng bất cứ pháp gì để đối chọi với chúng nữa. Tôi chỉ muốn ban tỏa lòng từ bi để nhiếp thọ, cảm hóa chúng nó thôi. Không ai ngờ được đã có những sự việc như vậy xảy ra cho tôi. Lúc đó, Quách Ngọc Hà đã chính mắt chứng kiến các cảnh trạng này, nhưng cô không biết là do nguyên nhân gì. Bây giờ đến đây, nghe tôi kể lại cô mới biết ra. Ghi chú: Tỳ kheo ni Hằng Phẩm, tên tục là Quách Ngọc Hà kể lại. Lúc hòa thượng đến nhà tôi, đa số đều dẫn theo hai chú tiểu đệ tử. Có một lần hòa thượng đem tới khúc vải trắng để tôi may áo quần cho hai chú đó. Tôi rủ cô bạn Dương Mộ Thuần cùng làm, mỗi người lãnh may một bộ. Sau đó cô và tôi cùng xuất gia với hòa thượng. Hòa thượng luôn mặc bộ đồ rách rưới và mang đôi giày cũ mòn. Mấy lần có người cúng dường áo mới, giày mới. Tuy hòa thượng thâu nhận, nhưng về đến chùa, ngài bố thí lại cho người khác.
Ngài vẫn mặc bộ đồ rách và mang đôi giày mòn cũ rách như xưa. Năm đó hình như là năm 1945. Bác Lộ quân tới nhưng vẫn chưa lập trạm canh gác. Vào tháng 5 6 âm lịch, bữa đó bầu trời trong sáng. Hòa thượng vừa vào nhà tôi rồi ngồi trên khán. Bà con lối xóm còn chưa tới. Đột nhiên mây đen kéo đến mịt mù. Trời sậm tối đến nỗi không thấy mặt người. Trời bèn đánh sấm sét lại nổi trận cuồng phong, trút cơn mưa rào giống như nước đổ. Mưa như thế kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ. Nhà dân làng chung quanh chúng tôi có nhiều mái nhà lợp bằng rơm bị cuốn đi mất, các đạt ngang bị trôi, cây gỗ cũng cuốn thành bó trôi đi và lôi theo những vật khác. Nước ngập mau đến nỗi mọi người đều lập tức trèo lên các chỗ cao. Chờ khi mưa tạnh rút nước xong, đầu trên xóm dưới đều đến nhà tôi tìm gặp hòa thượng nói: "Nhà ông Quách thiệt có nhiều phước báo, vì có Bạch Thiếu Tử ở trong nhà của các người nên nhà các người mới không bị lụt. Thật ra chỉ ngập nước ở phía trước hàng rào tre chừng 1-2 thước, cạn hơn các chỗ khác rất nhiều. Lúc đó là chính mắt tôi chứng kiến, nhưng tôi cũng không biết là do nguyên nhân gì. Cho đến khi tới nước Mỹ, nghe hòa thượng kể lại, tôi mới thấu hiểu." Ha ha ha, 问什么的说